Dù là mình gặp cảnh ngộ khổ đau gì mà mình có nụ cười là mình thấy mình có ngày mai, mình có tương lai. Còn khi mình âu sầu buồn bã là mình thấy mình không có ngày mai, không có tương lai. Một gia đình này dù có nghèo cỡ nào nghèo, nhưng mà gia đình này có nụ cười là gia đình này có tương lai đó. Còn gia đình này giàu mà không có nụ cười là gia đình này suy sụp á, suy sụp mà không vớt lên nổi. Thấy không? Cái nụ cười quan trọng lắm. Chùa chúng ta mà nhiều người đến cũng do cười mà ra à, do cười mà ra. Giống như gia đình của Kim Tho đồ này kia đến đây hồi chiều thấy chạy xe điện đồ vui quá trời. Nó rõ ràng không? Mình làm vậy cho một số người mà người ta làm ăn kinh doanh đồ thứ bảy, người ta được đi đến đây, người ta hưởng cuộc sống nhân sinh. Gia đình, nguyên gia đình đi đến đây được chơi chung với nhau. Xong nghe thầy nói chuyện chút xíu cái ngồi ăn uống bên nhau. Tuy là những món đồ ăn đơn giản thôi nhưng mà nó cái tình nghĩa chứa chan. Có nụ cười nữa chứ. Nhà Đức ngồi đây, nhà Đức nhìn xuống thấy đa phần gương mặt ai cũng cười mím mím. Thấy không? Nên mình á, mình biết được cái nơi vui gì, mình tập cho cha mẹ mình đi đến đây từ từ, để cho cha mẹ mình có được cái không gian mà cho cha mẹ mình được vui nghe. Đây là hiếu đó. Nên nhiều người con á, nên mở cái tâm ra, đừng có sợ người ta nói mình này kia mà mình để cho cha mẹ nhà buồn. Miễn sao cha mẹ vui là mình tạo điều kiện hết mình cho cha mẹ, ai nói gì mình kệ người ta. Tại mình ở nhà, cuộc sống ngoài đời mình còn phải lo làm ăn. Mà đã là lo làm ăn thì bây giờ cha mẹ mình đâu có gần bên cạnh hoài đâu quý vị. Mình tạo cái điều kiện sao cho cha mẹ mình có một hoàn cảnh để vui. Đó không có sai đâu. Chứ đừng có sợ người ta nói một hai câu rồi cái mình để cho cha mẹ mình ngồi cho hỏn như con khỉ khô. Buồn lắm. Nên tạo điều kiện cho cha mẹ mình có một hoàn cảnh nhân sinh gì cha mẹ vui. Tại sao chùa mình mà nhiều người già, khi người ta ở đây nửa năm, năm là con người ta vô nói rằng mẹ tôi giờ sao bà trẻ quá, bà vui mới trẻ chàng. Đúng không? Đó. Thí dụ như bây giờ á, mình làm con, mình gặp ở ngôi chùa gì, mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến chùa để mà cha mẹ mình nuôi được cái huệ mạng để giải thoát. Con mình nó nhìn mình làm vậy đó, sau này tới đời mình nó làm theo, mình được vô chùa ngon. Hiểu không? Đặc biệt nó một cái đại gia đình, mỗi tuần thứ bảy bây giờ nó thành đại gia đình rồi nè. Tuy là nói cái lớp đạo làm con hạnh phúc nhân sinh, nhưng mà thấy con thì không có nhiêu mà thấy mẹ không. Thấy đây đa phần mấy người làm mẹ làm cha ngồi đây không? Cái này nó rất là hay nghe quý vị. Nếu như con nít này mà nó nghe giáo dục mà bây giờ về mà cha mẹ mà không biết á, khó phát triển nổi lắm. Nhưng Đức mong cái lớp này nè, nhiều người lớn lớn ở đây nè, để mà mình cảm giác được cái cuộc sống nhân sinh này để về áp dụng trong gia đình. Cái này quan trọng đó nghe, rất là quan trọng. Còn trẻ em á, mà từ khi cha mẹ mà tiếp nhận được giáo dục sâu sắc lắm. Nên tuần thứ bảy này cho con mình được đi đến chùa để nuôi cái huệ mạng cho con mình. Tuy á, nó thứ bảy nó nghỉ học buổi gì đó, vậy đó mà sau này nó học hơn mấy đứa kia đó. Học hơn á chứ giỡn chơi hả? Giống như giờ mỗi tuần thứ bảy mà giờ các cháu đi đến đây giống như là nó nhẹ nhàng cái tâm trí. Mà khi con người người ta nhẹ nhàng rồi thì người ta học tập nó sẽ tiếp thu nhiều. Giống như con người mình khi khỏe thì mình sẽ giác được nhiều đồ. Còn khi mình bệnh đau mình có giác được nhiêu đâu. Bây giờ trường học đưa ra cho các cháu học nhiều quá, tuy học nhiều nhưng mà các cháu không có thu nạp được nhiều. Nhưng mà mình cho các cháu nó xả chết nhẹ đi để nó thu thập càng cao độ hơn. Cái này là mình nên nhìn nhận. Như bản thân những đứa mà lâu lâu mà mệt mỏi quá, những đứa phải buông xuống nghỉ ngơi cái đầu óc, rồi những đứa mới tiếp thu nó càng nhiều nữa. Nên đừng có nói là mình ép người ta học nhiều là hay nghe.
coi chừng học nhiều nó điên á. Hồi chiều nè mới có gặp nè, cái đứa bé 15 tuổi, cha mẹ nói tờ ơi, phải chi mà chúng con mà nghe thầy giảng sớm thì con đâu bị gì đâu thầy. Hai vợ chồng con cứ sợ con nó học thua người ta. Hai vợ chồng con cứ nói là con học cố gắng đi rồi cha mẹ cho đồ con, và cho con này cho con cái kia. Nhỏ nó cố gắng để nó được quà, cuối cùng nhỏ bây giờ nó bị thần kinh rồi thầy ơi thầy. Bây giờ nó không học gì được nữa chứ, mà đơ, thầy tìm cách gì thầy cứu giùm cái. Những đứa nói đưa cái đầu đây tôi cứu một cái. Trời ơi, giờ nói bình thường thì nói nó nghe chứ bây giờ nó bị thần kinh này sao cứu nó đây. Nói nó có nghe đâu cứu, hiểu không? Nói nó bậy bạ nó vượt những đứa luôn. Quý vị thấy không, cái tác hại chưa? Cái tác hại mà mình ép bức chưa? Còn có một cái câu chuyện mà đứa bé này nó cũng bị áp lực học tập quá. Vậy mà nó viết tấm thơ nó để ra cho ba nó, xong nó nhảy lầu tự tử chết. Áp lực học tập nặng nề quá, thấy chưa? Nên con người sống trong cuộc đời này quý vị ơi, cái hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời người ta là từ khi còn nhỏ lớn lên, ít gì nó cũng có cái gì nhân sinh trong cuộc đời của một thời thơ ấu quý vị. Trời ơi, còn nhỏ xíu xíu mà chưa chân là áp lực vào cái việc tương lai, đặt vấn đề nặng chỗ này quá, thua không được đâu. Mà mình áp lực về tương lai cho cháu quá, nó nặng nề, nó chưa đạt đến tương lai thì nó gãy gánh giữa đường nguy hiểm. Dù học là học nhưng mình phải cho con mình nó có những cái không gian thời gian cho nó nhẹ nhàng chút, để nó có được cái sự tiếp nhận về nền giáo dục đạo đức làm người, tâm chân thật nhiệt tình. Chứ mình đừng có đẩy con mình vào cái sở học là đè nhau mà học, đạp nhau mà học. Có khi nó học nhiều nhưng mà nó lại là tranh đấu nhau, hơn thua nhau. Một con người mà sau này mà lớn lên mà như vậy thì nó đâu có đạo đức đâu quý vị. Nó thành một cái sự kiêu ngạo ngã mạn. Nó chỉ cần thua ai một cái là nó không bao giờ chấp nhận được điều này. Mà một con người như vậy thì không thể nào có phước được. Mà đã là không có phước làm sao thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Con người mà không có tâm khoan dung tha thứ làm sao mà thành đạt được hả quý vị? Con người mà không có nụ cười làm sao mà thành công trong cái việc kinh doanh cuộc đời được? Đối nhân xử thế mà không có nụ cười sao chịu nổi quý vị? Trời ơi, mình mà hợp tác với ai mà cái mặt lúc nào cũng như cái mền. Dù mình có làm ăn ra tiền được với người đó nhưng mà mình gặp người đó mình sợ lắm quý vị ơi. Sự thành đạt đó nó đâu có thành đạt đâu quý vị, thấy không? Nên quý vị nghe những điều này, người làm cha làm mẹ đó, kiếm tiền ít ít một chút mà bồi dưỡng cái hạnh phúc gia đình đi. Cái xã hội bây giờ mà ly dị nhiều là do ngay cái chỗ không bồi dưỡng hạnh phúc mà đi kiếm tiền hoài, đi lang thang tối ngày. Ở vợ chồng được ở bên nhau nhiều chút nó mới hạnh phúc, chứ tối ngày á mà lao đi kiếm tiền không, mà tới tối về ịt ngang ngủ, cái mặt vợ mình chưa thấy. Có khi mà sáng sớm đi ăn tranh thủ đi, ngày nay cái mặt vợ nổi hai bụng mụn cũng không thấy. Nghĩa là không có sự quan tâm gì cho nhau, tối về ịt ngang ngủ, sáng mai tiếp tục cứ như vậy. Nó trở thành cũng như là một công cụ kiếm tiền trong cuộc đời. Nên cái này là cái mà mọi người nên nhận thức quý vị ơi. Nên cái lớp học này, những đức mong quý vị làm cha làm mẹ ở nhà đừng có áp lực con vì cái chuyện mà quá đáng học tập. Hãy cho nó một cái góc độ nhận thức. Bây giờ ví dụ như các con đi học đi, các con cố gắng thôi, các con cố gắng hết mình thôi, nhưng các con đừng bao giờ tạo ra cái áp lực cho chính bản thân mình. Chỉ cần mình cố gắng hết mình đối với lương tâm mình, các con không có cảm thấy mình ngại ngùng với lương tâm mình là cha mẹ cho tiền đi học mà mình không cố gắng. Các con chỉ cần cố gắng, nhưng các con đừng bao giờ quá áp lực đối với bản thân các con. Nếu trong lớp học mà các con thấy bạn bè người ta học giỏi hơn mình, các con nên mừng giùm cho người ta. Nếu như mà có cái tâm đó
thì chắc chắn rằng sau này các con dù học dở các con cũng thành đạt. Tại vì cái tâm bao dung, cái tâm mà thấy người ta hơn mình mà mừng, thì người như vậy mới là người lãnh đạo, đúng không? Bây giờ các con coi phim đi, các con coi phim đó, các con cũng thấy cái nhân vật để mà các con nhận thức nữa. Nếu như các con mà nghe những đức dạy mà các con sẽ học được mọi mặt luôn. Các con coi phim, các con coi chuyện lịch sử thì các con cũng học được nữa. Các con thấy á, trong cái bộ phim không? Cái thằng nào bao dung là thằng đó sau này có sự nghiệp lớn lao lắm. Mà cái thằng nào hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, tính toán so đo, cái thằng đó nó có giật giành được của cải đi chăng nữa mà sau này cuộc đời nó thê thảm lắm. Thấy chưa? Phim ảnh mà người ta đã biết, người ta sắp đặt ra đó. Còn cái thằng mà bị hà hiếp, hiền hậu, đạo đức, tuy là thấy nó bị khổ thời gian đó mà sau này nó lại có hạnh phúc cái hậu sau này. Cái lo phía sau bắt lớn một chút. Nên á, mỗi một người mình nhận thức được. Khi mình nhận thức được thì lúc đó thì tự nhiên mình sống đặc biệt của cuộc đời mình. Tự nhiên bây giờ còn nhỏ phải chờ tới 30-40 tuổi mới vui, có sự nghiệp mới vui, tầm bậy ghê. Tự nhiên con người bỏ ra thời gian quá dài mới vui. Không có chuyện đó đâu. Nó bắt đầu của con người khi hiểu là mình có niềm vui liền. Mình cứ tiếp tục niềm vui đó hoài trong cuộc đời mình. Đến khi cuối cùng cuộc đời mình không có tệ đâu. Nhất là niềm vui trong giáo dục, đạo đức. Cả đời người này dù chưa có tu hành gì, con người này chết đi cũng không có đọ nữa. Tại vì họ sống trong đạo đức mà họ có niềm vui. Cái này là cái quan trọng lắm quý vị. À, bây giờ mới đây ở ngoài miền ngoài một cái gì mini gì chung cư mini nhỏ nhỏ vậy đó mà lửa nó cháy mà chết 50-60 người, thấy chưa? Thấy không? Bây giờ cái sự nghiệp cố gắng mà có được một cái sự nghiệp gì cũng lớn lắm vẫn đâu mà một ngọn lửa nó đốt một phát thiêu rụi chân, thấy chưa? Mà chết 50-60 người đó, ông chủ cũng kẹt lắm, không vẫn đâu, kẹt lắm á. Đó, thấy con người sống á, ngày mai của mình biết đâu ai biết được mình sao. Rồi á, một cái đất nước nào á mà lũ lụt gì đó mà nó sạc hai cái đập, nó tràn vô cái thành phố, nó dập tan cái thành phố. Nội mà thống kê bây giờ là hơn 30,000 người chết. Thấy chưa? Mà nhìn cái thành phố nó hoang tàn luôn. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta chờ ngày nào vui. Trời ơi, ngày hôm nay là có nụ cười, là có hạnh phúc, có người được gặp nhau của cuộc đời này. Ngày hôm nay là ngày mình phải bồi dưỡng. Buồn cái gì của ngày hôm nay là phải xóa tan liền của ngày hôm nay. Ai mà dạy gì đi để cái nỗi buồn này cho ngày mai chẳng. Buông ra liền. Buông. Thấy không? Con vợ mà nó không buông thì mình buông chứ. Mình nói với con vợ vậy nè: em ơi, kêu em ơi mấy bà này ô quá trời luôn. Thấy không? Bây giờ á, tôi nói với em vậy nè, nói là nói mấy ông ngoài đợi nghe. Tôi nói với em vậy nè, từ hôm nay mà em mà buồn giận kệ em đi. Tôi cứ sống sao mà tôi vui, tôi làm tròn trách nhiệm, tôi làm chồng thôi. Còn em muốn buồn vậy đó, em buồn, em muốn giận bu vơ gì kệ em đi. Mấy bà lúc mưa lúc nắng thất thường kệ mấy bà. Phụ nữ mưa nắng thất thường kỳ lắm. Lúc thì mưa rào, lúc thì bão tố cuồng phong, lúc thì chuyển ui ui. Nó kỳ cục lắm mấy vị ô. Mà cái hành động đó là cái hành động làm cho mình già đó. Trời ơi, đi chăm sóc nhan sắc mà không biết cái nguồn gốc là từ đâu mà già. Tối ngày cái đi chăm sóc nhan sắc mà quên đi cái tâm mình. Nếu như cái tâm mà vui vẻ an lạc thì nó lâu già. Mình chăm sóc nhan sắc thêm chút nữa là nó ngon lành rồi. Hiểu không? Đó. Nên quý vị nghe gì đó, về dưỡng cái tâm á,
giảm tối đa cái chuyện mà buồn giận vu vơ đi, giảm tối đa cái tâm mà mình cứ là ganh tị đố kỵ. Vô công ty xí nghiệp làm thấy người ta bữa nay bận đồ đẹp một chút cũng ghét người ta. Cái tâm đó bỏ nghe. Tâm đố kỵ đó bỏ đi. Giờ mình làm vợ người ta, mình làm sao mình thương cha mẹ chồng. Mình làm chồng mình thương cha mẹ vợ nhiệt tình. Trời ơi, mình mà vậy thì cái gia đình mình có nghèo nó cũng hạnh phúc nữa. Cứ sống nhiệt tình đi. Còn mình làm vợ mình phải nghe lời chồng đàng hoàng mà nghe đúng. Chồng nó nói đàng hoàng nói đúng phải nghe. Từ khi nó nói sai mình cũng không dám cự nữa. Tại cự nó quýnh mình sao? Cự nó quýnh mình sao? Thôi, nó nói sai mình rút kinh nghiệm mình nói anh nói sai nó quýnh mình thôi, không có nói. Tại có những người ta nói sai mà mình nói lại người ta quýnh mình đó. Tao mà sai hả mày? Hay chưa? Người ta cứng cỏi lắm. Nên mình thôi mình không có nói, mình lo mình sống cho tốt đi. Làm sao mà khỏi bị đánh là mừng rồi. Ngu gì bị đánh. Hiểu không? Đó. Còn lỡ bị đánh một cái rồi thôi. Chứ đừng có đánh một cái bỏ nhà đi. Không, mình là người phụ nữ mà chồng la chồng đánh một cái bỏ nhà đi không có đúng đâu nghe. Cái hành động đó dễ bỏ chồng. Còn đã có duyên gặp nhau trong cuộc đời này thì cố gắng bồi dưỡng cho tốt. Tại vì sao? Vì mình cắt cái mối duyên này nó cũng gặp mối duyên khác nữa. Nó lộn xộn lu bu hoài không có được gì. Hiểu không? Nó nên mỗi một con người nên cần bồi dưỡng cái đạo đức với nhau. Nên mỗi một con người mình nghe gì là nhận thức đi. Bây giờ đông ì gì mà quý vị thấy không? Mấy cô mình nguyên buổi chiều cũng nấu ăn bài ra cũng ổn hết trơn. Thấy không? Rõ ràng không? Người ta vui thì cái gì ta làm cũng được, quý vị thấy chưa? Ta vui cái gì ta làm cũng được chứ. Mà làm đâu lãnh lương gì đâu. Mà cũng đâu có cần ai coi gì đâu quý vị, tự làm. Thấy không? Nó thấy hay ghê, cả chùa đông ì ì. Nó ai cũng là người quan hệ. Thôi kệ mình nói chuyện, còn người ta không nói được cho người ta vỗ tay. Có cô thì cô nhắn tin có nói rằng là vỗ tay có những cái lợi ích lớn. Một là giúp cho tim mạch được điều đặn. Bà đó nói rõ ràng. Chắc bả bên đông y sao mà. Vỗ tay niềm vui quý vị. Một là giúp tim mạch được tốt. Hai là giúp cho cái hội chúng người ta được hưng khởi cái tâm. Bây giờ mình nói không mà họ ngồi im ru chút ngủ à. Kệ cho họ vỗ tay. Có nhiều cô nói trời ơi mấy bà ơi đừng vỗ tay để cho thầy giảng. Nhưng mà mấy bà không vỗ tay bà ngủ hết trơn rồi giảng ai nghe. Thấy không? Thôi kệ hai bên kết hợp với nhau, một bên nói một bên vỗ tay. Không một chút mà ví dụ như quý vị mà ngồi ăn gì tuy là nó đơn giản quý vị thử hòa mình đi. Quý vị ăn rất là ngon. Hòa mình nó sẽ ăn rất là ngon. Còn ăn mà sợ người ta bên kia ta nhìn mình ngại á, ăn quá được, ai nhìn chi mất công. Ai cũng lo ăn nhìn chút còn cái gì không. Có cái bà đến chùa mình hai lần đầu mà ngồi trong lớp đạo làm con này nè. Bà thì bà tính bà mắc cỡ, đông người thì bà ăn bà sợ người ta nhìn bà mới ngại. Nó nói mày sợ mình ăn nhiều đi, người ta nói mình bà ngại. Bà cứ nhìn có ai nhìn bà không. Bà nhìn tới nhìn lui, bà nhìn lại cái dĩa còn dĩa không. Hai lần. Lần thứ ba bà nói tu kinh nghiệm rồi. Con nói với thầy nghe, từ hôm nay con có nhìn ai nhìn con lo con ăn. Hai lần con nhìn người ta, cuối cùng con quay lại còn dĩa không. Những đức nói chùa, người đến chùa mình nhiệt tình lắm. Đồ ăn người ta làm ra mà tranh thủ ăn vậy người ta vui. Không cần ép nài. Thì thấy bữa nay treo lồng đèn rồi có mùa trung thu rồi đó.
Tết Trung Thu rồi đó nghe. Mà thấy treo lồng đèn cũng đẹp đó quý vị. Đẹp mà. Nhìn thấy có Tết Trung Thu rồi đó. Lay quay bữa nay mùng 2 rồi, còn có mười mấy ngày nữa à. 2 tuần nữa là ngày 16, chắc Trung Thu đợt này đông lắm. Đông lắm đó nghe. Mà chuyến này á nghe là ca sĩ hát đông lắm. Nó kệ cho nít nó được nghe ca sĩ hát được. Cái la xô Trung Thu đợt này á, là nhờ Kim Tho làm la xô. Không, bây giờ vì nghĩ đi, Trung Thu mà gần cái chục bài hát, 11 bài hát mà toàn là cũng những ca sĩ nổi tiếng không á nghe. Nè, ca sĩ nổi tiếng đồ hát không á. Mình phan nó nói tên sớm quá. Nói tên sớm quá, lỡ bữa đó người ta có gì bận biểu đi gãy xô mất công. Không, thôi mình cứ nói vậy đi. Nhưng mà ca sĩ tôi thích đến chùa mình hát đó quý vị ơi. Tôi lỡ đây hát vui á. Mà nhà Đức nói nghe, mà ca sĩ mà lỡ đây hát á, dẫn cả gia đình đến đây dự Trung Thu luôn. Ồ, nó vui đừng có nói nữa. Đặc biệt luôn á. Có nghĩa là qua hậu Kim Tho là nói với mấy người ca sĩ đó, kệ lâu lâu có dịp dẫn cả gia đình cha mẹ được đi được vui lắm. Lợi chùa biết đâu cái hoàn cảnh mà sum họp gia đình này nó hạnh phúc đặc biệt. Nhưng mà những đứa cũng cầu chờ với đó đừng có mưa, để cho chơi ở ngoài sân cho người ta được thoải mái vậy. Ai cũng cầu nguyện nghe. Nó nên á, cái chương trình á, sắp xếp là thấy chuyến này là đặc biệt lắm. Rồi mình được á, khi hát xong hết trơn, Nhật Đức nói chuyện trước một chút à. Tại vì ca sĩ người ta hát nhiều, mình nói chuyện ít thôi để cho người ta hát. Mà trong cái lúc người ta hát á, mình có một đoạn tí ti mình đưa chung với bài hát người ta. Bây giờ qua hậu Kim Tho phải nói với mấy người ca sĩ đó, quy tắc đến chùa mình hát là từ hôm nay thêm một tăng nữa là đầu tiên mà chuẩn bị vô hát là phải niệm Phật 10 câu. Rồi hát xong niệm Phật 10 câu mới đi xuống. Không, cái cách làm này nghe quý vị, cái cách làm này những Đức nói với vị nghe, ca sĩ mà đến chùa mình nổi tiếng hết trơn. Tại vì cái phước duyên nó không đơn giản. Tại vì mình biết cái việc này là người ta lợi ích lớn lắm. Tại vì người ta thích nghe ca sĩ hát lắm. Mỗi lần mà bài hát của ca sĩ mà đưa lên đó, người ta coi đông dữ lắm. Mà ca sĩ mà niệm Phật mấy câu đó đừng có cắt. Đừng có cắt. Trời ơi, để mấy câu đó nghe. Nhiều người ta nghe ca hát chứ người ta đâu có tu. Nhưng mà nhờ mình niệm Phật mấy câu đó mà mấy cái người đó người ta nghe được câu Phật hiệu. Nên cái phước của ca sĩ lớn dữ lắm. Như mà những Đức nói mà cái gì mà cái ca sĩ trẻ trẻ mà tính gì đó chung, ca sĩ đó hát chùa mình sau này ca sĩ đó nổi tiếng đó. Nếu mà lựa những cái bài hài nhạc mà đạo đờ đồ hát hay. Giờ ví dụ như qua hậu Kim Tho bây giờ là nổi hơn ngày xưa nữa nè. Bây giờ mà người ta ngoài đời người ta biết rồi, bây giờ tới trong đạo biết rồi nè. Mà cái người tu mà biết đến mình hay lắm nghe. Tại vì cái người tu người ta có tâm đạo quý vị. Khi người ta biết mình là người ta, cái người tu người ta không có bỏ rơi mình. Ngộ vậy đó. Những Đức nói nghe, 100 người mà không biết tu mà nghe mình hát không bằng 2 người biết tu mà nghe mình hát. Tại vì người biết tu mà nghe mình hát cái phước mình lớn dữ lắm. Phước rất là lớn quý vị à. Nên từ nơi đó mà mình tạo cái điều kiện nhân duyên này để mà mình cùng tu phước tu duyên. Nên Trung Thu là ngay ngày 16 tháng 8 âm lịch đó. Các cháu nhỏ nhỏ rủ bạn bè
Hình như là Trung thu chùa mình tổ chức là nó qua cái Trung thu mà ở trường học tổ chức. Thường người ta tổ chức 14, 15 đâu á. Còn mình tổ chức 16. Tại vì năm nào Nhà Đức thấy Trung thu cũng mưa. Năm nay Nhà Đức chuyển qua 16 thôi coi. Qua Trung thu coi có mưa nữa không. À, nên các bé nhỏ nhỏ khắp nơi nơi nghe nè, các con rủ bạn học đi theo nghe, cho bạn học mình đi được đi đến chùa để được tu phước tu duyên. Nè, mai mốt mà mấy anh chị ca sĩ mà đi đến chùa mình hát á, mình đưa lên cái kế hoạch gì nè. Thí dụ như giờ Kim Tho, Hoa hậu Kim Tho rủ được bao nhiêu người đi đến đây hát rồi, là mai mốt tới Quách Tấn Du phải tới ổng. Ổng phải rủ những ca sĩ quen á, tới ổng rủ. Rồi tới thí dụ như Dương Ngọc Thái tới ổng phải rủ. Để cho mấy ông, mỗi ông phải rủ được ca sĩ quen của mấy ổng được đi đến chùa. Trời ơi, rủ một người mà đi đến chùa phước lớn lắm á. Phước rất là lớn, có giỡn đâu. Nên thí dụ như mà Nhà Đức thấy cái duyên của Kim Tho cũng đặc biệt là rủ được nhiều người ca sĩ hát. Từ nơi đó mà chúng ta nêu những chỗ này để cho nhiều người khắp nơi nơi người ta được cái duyên đi đến chùa mình dự Trung thu. Mình mong cho người ta vui thôi chứ tôi rủ đi đến đây mà tôi còn mua bánh Trung thu cắt cho ăn, mua đèn Trung thu cho chơi chứ tôi có kêu đưa tiền tôi đâu chợ. Đúng không? Không, trong cái cuộc đời mình quý vị ơi, cái gì mà mình làm cho người ta vui là thấy mình vui rồi. Giống như bây giờ mà trong chùa những đức thấy các cô mình nó làm được những việc này cũng vui. Những đức hỏi là thứ bảy mà nấu ăn vậy mấy cô có cực lắm không? Nếu cực thì thôi. Mấy cô nói bảo không sao đâu thầy ơi, chúng con làm có gì chứ á. Không, họ cũng tự phát tâm Bồ Tát đạo quý vị ơi. Ở đây cũng có cái nhóm bên Đại Tùng Lâm mà mấy cô nấu ăn đồ ban phục vụ bên đó, mỗi tuần như Đức cho qua đây chơi. Nó kể chị em nó gặp nhau để được chơi chung nhau quý vị ơi. Vui á, nó mới phục vụ chúng hoài được. Thấy không? Thấy không? Vui mới phục vụ chúng hoài được nha. Bây giờ cả ngôi chùa người ta đông đúc gì mà quý vị biết người ta được bình yên gì? Tại sao gia đình của mình hai ba người mà không thuận hòa? Đặt lên câu hỏi. Vì sao gia đình có hai ba người mà không thuận hòa? Chỉ đúng có một cái là gia đình mình không nghe được giáo dục và không tin sâu nhân quả. Chỉ có đúng vậy thôi. Nếu như bây giờ mình tin sâu nhân quả, mình làm vợ người ta đố mình dám đi ra ngoài tầm bậy, dù có bỏ đại mình cũng không dám tầm bậy. Mình mà tin sâu nhân quả, bây giờ bỏ chồng đại nó cũng không tầm bậy. Tại vì người ta trân quý cái nhân duyên giữa vợ chồng với nhau. Nếu mà sống với nhau mà không đúng đắn vậy thì phước báo đâu mà gia đình hạnh phúc. Cái gia đình mình không hạnh phúc, nhớ này nghe, gia đình mình không hạnh phúc, nhớ là ngay cái chỗ là cái hành động mình không đúng đắn với nhau đó, nó làm cho gia đình mất hạnh phúc đó. Có cái chú Nam này, ông nói rõ ràng thầy giảng đúng. Con đi ra ngoài làm có tiền, thầy con ra ngoài con ăn chơi quá trời. Vậy mà cuối cùng con về con nói gia đình con không người nào nghe hết. Đem tiền về mà vợ con nó chửi con te tu. Không biết sao kỳ cục, nói ủa sao kỳ cục cái chợ. Rồi xong con nghe thầy giảng cái đầu con nói không lẽ là do mình ra ngoài mình ăn chơi tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ mình hết phước, mình về gia đình mình nói không có được nữa. Bắt đầu con nghe thầy giảng, bắt đầu con sửa đổi lỗi lầm, con chỉnh đốn con lại đàng hoàng. Nửa năm sau tự nhiên gia đình của con nghe con răm rắp. Rõ ràng chưa? Đó. Nên từ nơi đó mà phải cần nghe nhân quả để mà vợ chồng sống với nhau nó có sự tin tưởng nhau. Cuộc đời con người chúng ta đừng có cái gì cũng sợ người ta gạt mình quý vị ơi. Tối ngày mình cứ sợ người ta gạt mình hoài, mình không có vui đâu, mình không có hạnh phúc đâu quý vị. Con người mà ai làm cái gì không phải, có cái tội cũng không phải à. Chúng ta cứ sống sao cho đặc biệt đi. Nên cái bài học người ta nhắc nhở mình không, một ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười. Hiểu không? Đó, không cười nghe. Nên những đức khuyên á, tất cả những người mà đi đến đây nè, thí dụ như á, đi đến chùa từ từ tập thỉnh Phật đem về thờ đi.
Trong gia đình nên có ngôi tam bảo. Dù cỡ nào cỡ quý vị, cái người này có ăn nhậu hư hỏng cỡ nào, nhưng nhìn Phật một cái không dám. Hôm nay mình thờ Phật trong nhà rồi, thôi mình không có dám rủ bạn bè đến nhà ăn nhậu này kia, hiểu không? Nó tự nhiên nó điều chỉnh cái tâm lại từ từ quý vị ơi. Rồi mỗi ngày mình nghe pháp, niệm Phật, vậy đó nghe. Mà gia đình của mình nó đặc biệt đó, nó hạnh phúc đó chứ không giỡn đâu. Nên mỗi người phải nhận thức chỗ này thì nó đặc biệt dữ lắm. Nên từng thứ bảy nào đi đến đây mình cũng được nhắc nhở. Mình nhắc nhau một chút vì nó điều chỉnh cái tâm. Nên mong rằng ở trong đây nhiều người làm cha làm mẹ nè, hãy suy nghĩ kỹ về con của mình. Đừng có nên mà giận hờn nhau một chút một cái bắt đầu là vợ chồng chia tay với nhau. Con mình tội nghiệp lắm quý vị ơi. Con mình nó xa cha hoặc xa mẹ tội nghiệp nó lắm. Nếu đặt mình vào vai trò là con, mình đâu có muốn mình đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Còn từ khi những người nào hết duyên hết nợ nhau thôi, hết duyên hết nợ thì thôi. Còn nếu như mình còn cứu chữa được thì đừng nên quá đáng. Nên hàn gắn lại với nhau, ngồi lại với nhau để nói cho rõ ràng. Nhớ nè, trong cái cuộc đời này có nhiều cái việc nho nhỏ thôi mà nó xảy ra việc lớn đó quý vị. Việc nhỏ mà xảy ra việc lớn đó. Chỉ cần ngồi nói lại với nhau, mỗi người chịu mình sai một chút thôi là tự nhiên cái chuyện nó quá giải liền. Còn nếu như ai cũng là cho rằng mình đúng mà mình không chịu quá giải thì nó đụng. Tại vì ai cũng cho mình đúng thì tức khắc nó đụng chứ sao. Nên bản thân của mình mỗi người nên hạ mình xuống một chút. Có khi mà mình đối với người mà nói tôi sai, người ta cũng nói người ta sai. Mà mình không nói mình sai là đố mà người ta nói người ta sai. Thấy không? Nên đây là những cái việc mà quý vị sống trong cuộc đời nên xem lại. Rồi để cho con em mình mỗi tuần thứ bảy nó được nghe gì một chút nè. Ít gì cái đối nhân xử thế của các cháu nó cũng đặc biệt. Nhà Đức nói ba cái gốc cực kỳ quan trọng. Một là nói thật không nói lời giả dối. Hai là không trộm cắp của người ta. Ba là con người phải có lễ kính. Ba điểm này mà bồi dưỡng được, người này có học dở đi chăng nữa cũng thành đạt. Nhớ, học dở cũng thành đạt. Thấy không? Mình đã tin sâu nhân quả rồi thì cuộc đời của người mình không có trách chờ trách người làm gì. Đừng có bao giờ mình đang làm ăn cái đó đúng là mình thành công vậy mà mình đổ thừa có ai trở ngại bậy. Đó là cái số phận của mình không có thành công, chứ không có ai trở ngại được mình. Còn nếu như mình có phước, người ta chặn đầu này nó chạy đầu kia, yên tâm đi. Nên con người mình phải tin sâu nhân quả. Khi con người mà tin sâu nhân quả rồi, cuộc đời bị sống đặc biệt lắm. Sống ngày nào cũng sống vui, sống tuyệt vời lắm. Có nụ cười là có niềm vui à. Nên mong rằng á, những cái người mà đi đến chùa mình nè, mỗi người mình á, nên nhận thức. Có một cái cô lên trên chánh điện á, mà những đứa nghe nói mà cô cầm giấy, cô phát nhiều chỗ lắm. Thôi, chừa một hai chỗ cho mình là được rồi. Đừng có phát tùm lum chỗ hết trơn, mất công nhiều người nhìn ngó. Đúng không? Thí dụ như mình có thể kiếm chỗ cho mình ngồi với cho người thân mình, người nó cũng được rồi. Đừng có nên xí quá nhiều chỗ. Xí quá nhiều chỗ nó không hay. Có khi nhiều người ta không thích mình, duyên phước mình bị mất đi, rồi bản thân của mình mai mốt nó không đến chùa được. Hiểu chưa? À, tôi đã nhắc hết lòng rồi đó nghe. Mà mấy người làm không phải gán chịu. Có quyền xí cái chỗ mình ngồi, nhưng mà mình, một mình hoặc thêm người nào nữa thôi. Đừng có bài tùm lum ra. Có những người người ta đi đến sau quá trời luôn mà tự nhiên người ta lại được cái chỗ ngồi mình xí giùm. Mà có những người người ta đi đến trước mà người ta không có được chỗ ngồi, tội nghiệp người ta. Khi người ta buồn mình cũng tổ duyên, tổ phước của mình chứ. Tuy là mình có tâm mà mình để cho mọi người nó có cái góc độ phát tâm. Thấy không? Đó là cái mà đừng có vì người mà bản thân mình bị hại. Hại chung chung thôi. Nó chung chung thôi là đặc biệt nhất à. Ví dụ bây giờ các cô bữa nay đi đến đây nè, nguyên vàng các cô nào đi đến đây bữa nay nè, các cô được lên trên đó, mấy cô kiếm chỗ nào mấy cô ngồi được rồi. Tại vì mấy cô đã có cái công đi đến đây sớm quá.
quá sốn rồi, hiểu không? Nó đó là cái như Đức nhắc nhở đó nghe. Chứ ngoài ra ủng hộ tôi giảng thì tôi cũng cảm ơn, nhưng mà để tổn hại mấy người tôi cũng không muốn. Lỡ mình mà để hại người ta, mình đâu có muốn, mình mới nói chân thật tặng đáy lòng chứ. Tới giờ nhiều người, người ta nhìn ngó người đó, người ta không thích rồi, thì mình nếu mình để hoài vậy tội nghiệp người ta, sau này có khi có chuyện lu bu, thấy không? Đi tu mình cần nghe giáo dục một chút. Nên những đức dẫn đồng tình với quý vị là quý vị kiếm cái chỗ nào quý vị ngồi, chuyện đó của quý vị đến trước, không ai trách được quý vị hết. Đông mà vui ha. Nên trong đây chúng ta giàu nghèo đẹp xấu gì cũng ngồi chung với nhau. Có những người mình giàu sang phú quý, danh tiếng lớn, nhưng mà có khi những giây phút này khi mình không có thời gian để cảm nhận được nha. Khi mình ngồi chung ở trong đây, mình cũng như mọi người thấy nó ấm áp, gần gũi. Cái sự hạnh phúc nhất là khi chúng ta được gặp nhau trong cuộc đời này, mà gặp nhau thấy vui, không có gì cao xa, đó là hạnh phúc nhất. Bữa nay sinh nhật hình như hơn 30 người. Chùa mình mỗi tuần thứ bảy sinh nhật lớn, nghe không? Mà từ hôm nay là sinh nhật đãi cho nhau rõ ràng rồi đó, có đồ ăn thức uống luôn, nghĩa là ai cũng sẽ tới ngày sinh nhật đúng không, sẽ đãi ngay chùa Hộ Pháp là có nấu đồ ăn đãi luôn đó nghe. Đông quá luôn, có thể dẫn cha mẹ mình đến luôn ha. Ngày sinh nhật của mình đưa cha mẹ đến nữa, ấm áp quý vị. Ví dụ như mình ngồi chung gì chút mà khi mình ăn uống đồ á, mình ăn tự nhiên giống như mọi người, giống như đừng có nghĩ mình lớn tuổi rồi thôi, mình ăn ít ít cho nít ăn vậy. Lớn ăn được thì ăn chứ để nít ăn gì. Đúng không? Cái chuyện sống trong cuộc đời này, ăn là cá nhân, còn ngủ cá nhân. Ai ăn nhanh thì người đó nhờ. Từ người đó sống vậy cho nó đặc biệt, cái gì cho nó vui, thấy không? Nên tự nhiên những đứa gặp một cái thẻ nho nhỏ mà giống như gì, giống thẻ sữa gì, ngộ lắm. Mà có để dòng chữ hay lắm: ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười, thấy không? Nghĩa là ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười. Nhớ nghe. Vậy thì mỗi ngày mà chúng ta có nụ cười, vậy cuộc sống chúng ta không có lãng phí, đúng không? Là đặc biệt nhất luôn đó. Đó, nhờ Đức nhắc rồi đó. Và thêm cái nữa, từ hôm nay cái lớp đạo làm con nè, thời gian của mình đi đến đây, dù cỡ nào cỡ kết duyên, khi mình xong hết chương trình á, chúng ta dành chút thời gian chỉ có 5-6 phút, chúng ta ra ngoài Phật mà ngồi ở ngoài sân á, 4-5 tượng Phật, Quan Âm, Di Đà, Bổn Sư rồi ngoài đó đó, chúng ta tập trung ra ngoài đó hết, mình xá Phật cái mình hãy về, nó cảm thấy nó có cái mặt tâm linh liền quý vị à, hiểu không? Lâu lắm rồi những đứa không có phát động chương trình này, cái lạnh lẽo luôn, mắt tiêu hết trơn, xong rồi là lo lên xe chạy giọt mắt tiêu. Tôi mà không đi là ai cũng không đi. Từ hôm nay là mỗi lần xong rồi, từ khi trời mưa nghe, trời mưa là thôi, nhưng mà không mưa là phải đi ra ngoài đó nghe. Nhớ đi ra ngoài đó xá Phật cái đi rồi về. Có phước có duyên quý vị ơi. Cái công đức xá Phật á, niệm câu Phật hiệu có phước lắm á. Nên chúng ta mỗi người nhắc nhở như vậy đó, để mong cái lớp đạo làm con này bây giờ mỗi tuần thứ bảy á, cha mẹ các cháu đồ khắp nơi về đây, rồi những người mình có cương vị xã hội gì, làm ăn gì cũng lại đây, để hòa nhập cùng với hoàn cảnh này nè quý vị, nghe được sự nhắc nhở về gia đình chút xíu, để mà con người sống nghe nhân quả, nghe giáo dục, để sống với nhau vợ chồng dạy con cho đàng hoàng. Nhớ cái dạy con ba cái gốc này nè, mà muốn dạy con được là mình phải dạy mình, nói thật không nói lời giả dối, tập nói thật
chân thật, rồi không tham lam của người ta và lễ kính. Quý vị làm điều đó với ông bà cha mẹ mình đi để dạy con, vậy thì gia đình quý vị chắc chắn là hạnh phúc đặc biệt. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Các giáo với các người lớn lớn tuổi mà sinh nhật bữa nay nè, ai mà có ghi tên lên đây. Ba mươi mấy người gì hả? Lên đây coi ai có tên lên đây. Rồi nước nôi gì, trà sữa cho mấy cô chuẩn bị đi. Kệ từng nào cũng có sinh nhật gì vui đó. Nhân đức thường nói rằng sinh nhật là mình là tưởng nhớ đến cha mẹ chứ không phải là đòi quà của cha mẹ đâu. Nên những đức tổ chức ở đây là đặc biệt lắm, để cho các cháu nó tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ và niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ của mình nghe. Các cháu lại đây. Lại đây nè con. Bữa nay như có máy bấm số nữa mà ta. Máy bấm số đâu, đem đây. Lúc này chùa mình máy niệm Phật á ít lắm, không có luôn. Máy niệm Phật lúc nãy chùa mình lại về không kịp mà cho người ta lấy hết trơn rồi. Bữa nay có con heo với cái máy bấm số nghe. Cái máy bấm số rồi em lại đây. Đem máy bấm số rồi đây. Nè cô tự phát đi. Đưa qua đây đi. Đây, nè con. Rồi. Nè con. Đây. Về biết bỏ ống heo để mua quà cho cha mẹ của mình nghe, là hay lắm á. Bỏ ống heo để mua quà cho cha mẹ mỗi năm là ý nghĩa lắm đó con. Nè con. Đây. Nè Kim Tho tặng cho mấy cô đó đi. Rồi tặng đưa vụ. Rồi lấy tặng đi. Rồi kìa mấy máy bấm số kìa nè, máy bấm số. Đây bể hả, bể này lấy con khác. Hai bấm số đúng rồi. Phát đi. Đi vòng vòng phát vô. Đây. Còn máy bấm số. Kìa con. Nè. Đây. Nè con. Còn ai không? Đây. Được. Con bé gái rồi ở đây. Nè đây, ở đây thầy cho. Nè. Bấm số này nghe, cho con để bấm số niệm Phật. Rồi, được đó. Rồi giờ chúng ta chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nè nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.